Chờ đi. Em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhá. Hôm nay em sẽ chia sẻ quý anh chị cách loại bỏ ông chú già lại để thay ông chú non nhá. Đây là cùng theo anh Đặng Trường đây, anh bắt đầu chuẩn bị anh bắt con ông chú già loại ra, anh bác sẽ bỏ cái giọ để thì em sẽ quay cụ thể chi tiết cho quý anh chị xem nhé. Thế hay thì hãy chia sẻ lên và tặng cho em Tony Tiến một like nhé, để em có động lực ra video tiếp theo ạ. Rồi, cận cảnh cùng chuyên gia Đặng Trường quý anh chị này. Đây là cái giọ đây ạ. Con dao đây để đây ạ. Đồ nghề này em sẽ lấy con chú già ra nhé các bạn nhé. Là cái giọ để rút ong chúa đó. Là bọn em kiểm tra cầu bên kia xong là có 3 mủ ong chúa đẹp ạ. Rồi em sẽ quay cho quý anh chị xem đây ạ. Cùng anh chuyên gia, anh này chuyên gia thì anh không sợ ong đâu quý anh chị nhá. Chẳng có bài gì hết quý anh chị ạ. Quen rồi thì kiểm trích bình thường. Để kém. Ra để kém anh loại bớt nhá, để anh coi xem con chúa đâu ạ. Cái đây một năm rồi. Mấy tháng là thay, thường là mấy tháng này nên thay chúa. 6-9 tháng thay nhé các bạn nhé. Con chúa này vì già nó đẻ kém mà. Mình chơi chú non ấy, vì mủ ông chúa mình có mà. Nó tự tạo nhá, chúa này nó tự đẻ ra các bạn ạ. Rồi mai mốt anh sẽ tạo ra loại tạo, anh tự tạo là loại ông chúa thứ ba thì anh sẽ chia sẻ sau ạ. Cái đấy là chuyên sâu hơn các bạn nhé, cái đấy cần kỹ thuật nhiều ạ. Anh đang kiểm tra con ong chúa để anh bắt anh loại bỏ các bạn nhé. Anh loại bỏ thì anh sẽ lấy con chúa mủ chúa kia chuẩn bị mấy ngày nó nở ra thì anh sẽ cắt ra đây các bạn nhé. Tầm 5-6 ngày này anh phải cắt bỏ ra đây rồi các bạn ạ. Anh gắn vào cái cầu này. Cục ong chúa gắn vào cái cầu ấy nhé các bạn nhé. Rất mong quý anh chị xem thấy hay thì chia sẻ lên video này cho nhiều người cùng xem ạ. Đây là em phải nói trước, em không quảng cáo bia gì ấy nhá. Là mật ong chúa hiện tại giờ mùa này rất tốt quý chị nhé, nhưng mà bây giờ nó là mùa hè rồi, hơi hạn hán chút ạ, mật hơi nâu công ạ. Thế đúng ra là mật mùa này là mùa hoa của nó thì không có cho ăn uống gì các bạn nhé. Mật nhà nuôi tất nhiên thì nó không bằng tự nhiên trong rừng được, nó gần bằng thôi ạ. Nên anh đang kiểm tra con chúa các bạn nhé. Tức là giờ mình vất chúa đi vài ngày không vấn đề gì các bạn nhé. Nếu vất chúa nhiều quá thì nó không đẻ được thì đàn ong sẽ nụ tàn ạ. Quý anh chị cứ yên tâm ạ, có chúa chưa, nhìn thấy chúa chưa? Rồi anh nhìn thấy chúa đây, anh đang rút chúa đây các bạn này, em đã zoom to lên nhé. Đó, anh đang bắt chúa vào đó, anh cho chúa chụp chúa tự chui vào các bạn nhé, con chúa đó. Đây này, em sẽ quay lên chi tiết cho quý anh chị xem đây. Em cận cảnh em bỏ được rồi đó, anh đã bỏ chúa vào đây rồi. Cần ngăn về cần cái tấm không? Bay mất rồi, để em lấy tấm em chặn cho. Gấp đuôi à, không cần à? Món tay của anh rồi đấy nhá quý anh chị nhá. Đây là mủ ong chúa đây ạ. Con ong chúa cận cảnh đây các bạn ơi. Rồi anh đã bỏ vào đây, là cái con chúa này bọn em sẽ rốt riêng ra nhá, tức là em chưa xử vứt đi đâu ngay đâu các bạn nhá. Tức là thường thường nói là bắt chúa đây, là bắt ong, là bắt chúa này nó không đốt được các bạn này, nhưng mà chúng ta vẫn bị nhá. Bắt được một ngày sau bỏ dạ, chúng ta bắt trước một ngày nhé, ngày sau là chúng ta cắt, ngày mai là bọn em con chú ghi nở, bọn em kiểm tra em sẽ cắt bỏ đây nhé các bạn nhé. Đây con ong chúa đây ạ. Loài này có một ngày để cho đàn ong cảm thấy mất chúa rồi, cần phải tiệt cái mũ, bỏ vô. À, tức là chúng ta bỏ một ngày là đàn ong này nó tự phân biệt ra là cái, đó, nó bị mất chúa rồi nhé các bạn nhé. Nó mất chúa là bên ong này nó tự tạo cái mũ ong chúa mới đúng không? Đó, cần phải tiệt cái mũ, mình bỏ vô cho con, chứ cảm thấy mất chúa, bỏ vô là phá. À, tức là mình bỏ vô nó phá cái ong chúa này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, anh nói đúng rồi. Vì đàn ong nó không chịu các bạn nhé. Đàn ong nó không chịu, một đàn ong mà có hai tướng nó không chịu ạ. Nó buộc phải có một tướng thôi, một con chúa thôi ạ. Đây là con chúa này bọn em sẽ rốt lại nhé các bạn nhé, không phải là giết đi ạ. Rốt lại xong ngày mai sẽ bỏ cái ong chúa đi, cắt bỏ qua đây ạ. Anh gắn vào cái cầu đó như quý anh chị đã thấy nhá. Loài không bỏ một lần không biết được. Con chúa này bỏ luôn nhé, tức là bỏ luôn giờ rốt vào để đây ạ. Anh để nắp nhé. Thì cứ để em cầm lên để quay đó, anh cứ cầm lên để coi quay cho các quý anh chị xem và hiểu biết cái cách ghép chúa mới tạo chúa. Chúa do là có màu đen. À, màu cái đen. Đít nó đen này các bạn nhé. Cái đít nó có màu đen, nó nhọn hơn rồi, chắc chắn là quý anh chị nhìn thấy cái đít nhọn hơn rồi. Anh cứ để yên một chỗ để em quay thì mới được, anh chỉnh cho nên nó bị ấy. Cứ để ngón tay nó chỉnh. Do là có màu đen, bọn chúa non là có màu vàng. Đấy. Lúc tớ bao phủ. Đây quý anh chị thấy đây kinh nghiệm của anh chia sẻ nhé, tức là chúa già là có cái đít nó màu đen ạ, còn chúa non là cái đít nó vàng mà toàn bộ lông tơ nó bao phủ ở dưới luôn nhé. Nên già này nó đẻ kém quý chị ạ, quý anh chị cứ hiểu đây là già đẻ kém ạ.
khoảng 10 tháng. 10 tháng rồi à? 10 tháng này, 9 10 tháng thì bỏ đúng rồi, anh bỏ được rồi. 9 10 tháng rồi các bạn nhé. 9 10 tháng nên bỏ quý anh chị ạ, nó đẻ kém đi đây. Nó đàn ong đây thì nó sẽ đẻ kém hơn ạ. Còn chúng ta nên hôm nếu ngày mai em sẽ chia sẻ cho quý anh chị một cái video anh cắt chú bỏ vào đây nhé. Là quý anh chị xem, hãy xem và để ý thì em sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể ạ. Đây là loại bỏ phần loại bỏ cái con chú này ra rồi nhé quý anh chị nhé. Là em sẽ để riêng, rút riêng ra. Rút riêng mà để ngày mai sợ nó cũng chết, con này cũng chết. Hả? Để vô là kêu là chết. Đó, nó không có gì ăn các bạn nhé. Tên là khăn nước này. Mà bọn em sẽ phải buộc phải rút lại thôi quý anh chị ạ. Giờ giết đi thì tha để cho nó tự chết, chứ còn chúng ta mà giết đi thì cảm thấy tội lỗi quá quý anh chị nhá. Đó, cái đàn này coi như cái đàn này này, quý anh chị nhớ cái đàn này cho em, là cái đàn này nó bị mất chúa. Thì ngày mai em sẽ bỏ một cái, ngày mai chúa bên nở, bọn em sẽ kiểm tra lại cái nụ chúa bên đó. Em sẽ cắt bỏ vào cái chúa này ạ. Con chúa này bỏ đi. Con chuối này em sẽ bỏ đi quý anh chị nhá. Còn con chúa đấy là chúng ta sẽ bỏ mũ ong chúa mới vào thì nó mới chịu được nhá. Nếu như mình bỏ như anh chia sẻ là mình bỏ mũ ong chúa này vào ngay. Bỏ chúa này vào ngay thì đàn ong sẽ phá cái mũ ong chúa non ấy, nó không cho nở ra quý anh chị ạ. Tới con tướng này còn nó không chịu cho ra này các bạn này. Loại bỏ được để đàn ong còn thấy mất chủ đoạn mới tiếc. Đúng rồi. Nó mới tiếc, mình không bỏ loại bỏ trước thì nó cũng biết là mùi ong chúa bạn nhé. Cái chúa này nó biết có mùi đấy ạ. Nó biết có mùi mà. Thì nó không chấp nhận được cái mũ ong chúa mới bỏ vào ạ. Nên là anh cũng, đây là cái kinh nghiệm của anh nuôi ong là các bạn biết nhé. Em đã cho chi tiết đây quý anh chị thấy cái con ong chúa này này nó già, cái đít nó đen hơn này. Đấy, quý anh chị nhìn thấy đít nó đen hơn ạ. Giờ mình bỏ ra nó bay mất thì buộc anh phải nhốt vào đây ạ. Nhốt vào đây để cho nó ong, giờ hiện tại bên đàn ong đang yên ổn, nó trong nó chưa biết mũ ong chúa đi đâu các bạn này. Nhiều lúc con ong toàn bộ đàn ong nó vẫn nghĩ con ong chúa này đi ra ngoài đi thụ tinh các bạn nhé. Anh con ong vẫn nghĩ là đi ra thụ tinh ạ. Thì chúng chờ đợi mà nếu một ngày mà không về là nó biết là bị mất ong chúa. Thì đến tối mà không về là nó biết chắc chắn là con ong chúa bị mất rồi. Là bị con gì bắt mất hay đi thất thoát thì nó, cái đó là rõ ràng là quý chị nhé. Thường thường là con ong chúa non mà mới đi bay thì con thường chuồn nó hay bắt nó ăn các bạn nhé. Vì mũ ong chúa, sữa ong chúa này rất tốt mà các bạn. Các bạn đã thấy là mũ ong chúa non rất tốt ạ. Đây em sẽ để đây con quý anh chị, em sẽ zoom lại nhỏ to thì cho quý anh chị xem chi tiết cụ thể hơn nhé. Đó, em zoom nhỏ này, đó quý anh chị đã thấy đấy. Rồi em zoom to này, em để máy lên zoom to thì quý anh chị thấy như con chú lên. Em zoom to thì quý anh chị nhìn nó rõ hơn ạ. To hết mức rồi quý anh chị đấy. Nó đang thò đầu một cái đít đấy quý anh chị nhé. Cứ bỏ lên bỏ xuống thôi để nó tìm đường nó thoát ra các bạn nhé. Nhưng mà hiện tại giờ mình nhốt vào rồi thì nó không thể thoát ra được ạ. Nhét vào đấy nó không thoát ra được đâu. Đây là cái mẹo, nhiều lúc mẹo mà kinh nghiệm nhé các bạn nhé. Kinh nghiệm của anh Đặng Trường anh chia sẻ cho quý anh chị đấy. Thì rất mong quý anh chị mà xem thấy, cảm thấy hay thì hãy chia sẻ lên trang cá nhân cho nhiều người cùng xem để mà học hỏi nuôi ong, cách nuôi ong các bạn nhé. Nuôi ong được, bắt ong về thì nuôi thì cảm thấy bắt được thì dễ, mà nuôi thì rất khó các bạn ạ. Nhiều anh em hỏi đó thì nhiều lúc anh em không tìm hiểu về cái cách nuôi ong thì nó rất khó nhé. Tại sao ong hay bỏ đi ạ? Bỏ đi là nguyên nhân là chúng ta có nhiều mũ ong chúa này thì nó ta tự tách đi các bạn nhé. Có thể là quân các quý anh chị là mà ít mà nhu cầu nó muốn sinh sản ra, nó phải buộc nó phải tách ạ, chứ không để được ạ. Chứ nó tách đi thì chúng ta biết trước thì chúng ta tự chia đàn tách ra thì nó vẫn yên ổn lại nhé. Còn để nó tự tách thì là hầu như nó bị mất, nó bay ra chỗ khác, nó đi về chỗ khác hoặc người khác bắt mất các bạn nhé. Nhưng không, nó không ở tại cái ổ này nữa, không ở ổ cũ đâu ạ. Bọn em thường thường là em tách ra thì bọn em cách một thời gian bọn em sẽ để xích cái ổ ra xa hơn nhé. Đây là ổ không các bạn ạ, đây hai ổ không chứ không phải hai ổ ong nữa. Hai ổ ong bọn em đóng để sơ cua cần thiết em tách đàn thôi, cái ổ nó vẫn để nguyên này. Ổ này tách nào nhanh chưa? Chưa tách à? Chưa tách các bạn nhé. Do để con chú này kém quá đúng không? Chú kém là cũng già rồi, 9 tháng là cũng đúng rồi, thì nó to thì giờ em bọn em muốn thay chú mới để thì nó mới sinh sản nhanh được các bạn nhé. Hầu như là chúng ta để chú già này thì nó đẻ nó yếu hơn, già này nó yếu hơn chắc chắn rồi, không còn trẻ rồi. Giờ mình sẽ thay chú nó phải chấp nhận, vì giờ từ giờ đến chiều tối nó cảm giác mất chú rồi các bạn ạ. Thì có thể ngày mai kiểm tra là ngày mai anh sẽ bỏ một mũ ong chúa mới. 6 giờ đúng không? Mới bỏ được mũ mới. 6 giờ các bạn nhé, như anh nói là 6 giờ. 6 giờ đến 12 giờ. 6 giờ đến 12 giờ khung giờ của nó, chúng ta nên bỏ mũ ong chúa mới thì chúng ta giờ bỏ thì có thể là sáng mai chúng ta bỏ được rồi ạ. Nhanh nhất là 6 giờ. 2 giờ là cổ thốt. Nói chung đến sáng mai bỏ được đẹp. Đấy, sáng mai là bỏ đẹp, chứ chúng ta đừng để chiều đến chiều mới 6 giờ nữa. Từ bây giờ 10 giờ đến chiều tối 6 giờ chúng ta nên cũng nên tránh nhé.
Giờ thì em quay tầm khoảng 10 giờ rồi, chúng ta nên tránh để không tốt ạ. Từ 6 đến 12 tiếng mà tốt nhất 12 tiếng các bạn nhé. Tốt nhất 12 tiếng ạ. Dạ thôi thì cũng cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhé. Đây là cách bỏ ong chúa già này để thay ong chúa mủ, ong chúa non nhé các bạn nhé. Các bạn thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like ạ. Và anh chị nào chưa bấm nút chuông tiện bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đòn nhé. Em Tony Tiến xin chào, tổng chào quý anh chị và các bạn nhé.